Thưa quý vị, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Hào, huyện Dòng Trơm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đổi mới trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Chính yếu tố này đã nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ban chấp hành, tạo nên những chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao trong việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh để phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh phục vụ nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Hào đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả xây dựng chính quyền cấp xã, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tổ chức triển khai nghiêm túc văn bản của Đảng, cơ quan nhà nước cấp trên, không ban hành văn bản có nội dung trái với quy định của pháp luật trong năm ban hành. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cơ sở, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, quý, tháng, phương pháp hoạt động năng động, sáng tạo và hiệu quả. Ủy ban nhân dân xã bố trí cán bộ công chức phù hợp với chuyên môn, từ đó phát huy được năng lực công tác. Có cái kế hoạch và cái lấy ý kiến trong việc sắp xếp cán bộ hàng năm. Từ đó coi như là cái trong cái việc sắp xếp bố trí cán bộ cái đúng theo yêu cầu của cái thực tế của địa phương. Rồi cái trong cái sắp xếp cán bộ thì cũng có sự thống nhất trong cấp ủy, cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách. Từ đó cái đội ngũ cán bộ ổn định, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, và cái cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách nâng lên cái vai trò thực hiện nhiệm vụ rõ rệt. Phải thường xuyên nâng cao bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm để đáp ứng nhu cầu hiện tại, nhu cầu như ngày nay, đặc biệt là nâng cao cái trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phải thường xuyên trao dồi kinh nghiệm với đồng nghiệp của mình. Thứ một cái nữa là cần phải tận tụy với công việc, tận tâm với người dân, đặc biệt là trong việc giải quyết hồ sơ cho nhân dân một cách nhanh gọn, kịp thời. Qua những kết quả đạt được, để tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong thời gian tới cần có những giải pháp mang tính đột phá. Trong đó, xã chú trọng xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương theo hướng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Kết quả đạt được trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm, giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở có thể đảm trách những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới. Đối với cái Hội đồng nhân dân thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi, nhắc nhở với anh em thực hiện tốt cái nghị quyết mà Đảng ủy đã đề ra, nhất là cái đạo đức phẩm chất của người cán bộ trong quá trình xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, cũng như là cái năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, từng đại biểu Hội đồng nhân dân đều phải thể hiện tốt cái tính gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời cũng không ngừng ra sức học tập, nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm sao đáp ứng được yêu cầu trong cái tình hình mới, như là trong cái tình hình mới hiện nay là cái công tác chuyển đổi số, xây dựng cái chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Thường xuyên cái lắng nghe cái ý kiến, phản ảnh, phê bình, coi như là cái xử lý cái kịp thời cái những cái trường hợp coi như là phản ảnh của cái cán bộ công chức là của địa phương và quần chúng nhân dân. Cái nữa thì cái sự đoàn kết thống nhất của cán bộ công chức để cái thực hiện cái nhiệm vụ, chủ động sáng tạo cái xây dựng cái kế hoạch, cái quản lý cái đội ngũ công chức để thực hiện là công việc, cái nhiệm vụ được giao một cách cái thiết thực, có hiệu quả.
xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phục vụ nhân dân, phát huy tối đa hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua những kết quả đạt được đã minh chứng cho việc các cấp chính quyền đã nỗ lực thay đổi từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, việc cải cách thực hiện từ chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bắt đầu từ cấp thấp nhất là cấp cơ sở.